Sau khi kết thúc vòng 1/8, 8 đội bóng xuất sắc nhất Champions League mùa này là Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Dortmund, Man City, PSG và Real Madrid. Trong số này, bóng đá Tây Ban Nha áp đảo với 3 đội bóng, bao gồm Real Madrid, Barca và Atletico Madrid. Anh và Đức mỗi quốc gia là 2 đại diện, PSG là đội bóng duy nhất của Pháp có mặt ở tứ kết. Sau khi xác định được đầy đủ các đội góp mặt ở tứ kết, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phần cặp thi đấu. Khác với vòng 1/8, bắt đầu từ tứ kết, UEFA không xếp nhóm mặt giống mà được tổ hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, hoàn toàn có thể xuất hiện màn nội chiến của bóng đá Tây Ban Nha, Anh hoặc Đức bởi các đội bóng ở chung một liên đoàn có thể gặp nhau. Vì vậy, các cổ động viên có thể chờ đợi trận cầu siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid. Do 8 đội bước vào tứ kết đều là tinh hoa của bóng đá châu Âu, nên các cổ động viên chắc chắn sẽ được chứng kiến hàng loạt cuộc đại chiến hấp dẫn. Real Madrid, Man City là những đội không ai muốn gặp ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Dortmund và Atletico Madrid là các đội bóng được đánh giá yếu thế nhất. Các hãng cá cược đánh giá, đương kim vô địch Man City là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương. Thật bất ngờ khi Arsenal xếp thứ hai, Real Madrid, Bayern Munich và Barca lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo. Atletico Madrid và Dortmund xếp cuối bảng trong nhóm ứng viên cho chức vô địch. Buổi lễ bốc thăm tại Nyon, Thụy Sĩ đã được tiến hành. Hôm nay, cựu danh thủ John Obi Mikel, một huyền thoại của Chelsea và đội tuyển Nigeria, là người được lựa chọn để bốc thăm. Tôi chúc các câu lạc bộ gặp may mắn trong buổi lễ bốc thăm này. Và Arsenal là đội đầu tiên được Mikel bốc phải. Pháo thủ sẽ được đá trận sân nhà đầu tiên. Đây hẳn là một vòng tứ kết mà Arsenal rất mong chờ, bởi đã rất lâu rồi họ mới đặt chân tới vòng đấu này. Vậy đối thủ của họ là ai đây? Thật sự vô cùng thú vị khi mà Mikel mở lá thăm gia và cho thấy đối thủ của Arsenal là Bayern Munich. Có thể nói rằng Bayern và Arsenal là cặp đấu có nhiều ân oán bậc nhất ở đấu trường châu Âu. Có điều định mệnh nghiệt ngã luôn đứng về phía Arsenal. Lần chạm trán gần nhất, hung sám nghiền nát pháo thủ với tổng tỷ số là 12. Arsenal đã trở thành đội bóng Anh nhận thất bại nặng nề nhất ở các vòng knockout Champions League trong lịch sử. Theo thống kê, Arsenal đã đối mặt với Bayern tổng cộng 12 lần kể từ mùa giải 2000-2001. Đại diện nước Anh mới chỉ có được 3 trận thắng, hòa 2 trận và trắng tay tới 7 trận. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Van Gaal đã 4 lần phải ngậm bồ hòn khi để hùm xám tiễn khỏi vòng 16 đội vào các mùa giải 2004-2005, 2012-2013, 2013-14 và cuối cùng là 2016-2017. Mãi cho đến giờ, Arsenal mới phá được cái rớp vòng 1/8. Với tinh thần đang hưng phấn thế này, chắc hẳn pháo thủ muốn đụng độ đối thủ gieo sầu cho mình trong quá khứ. Bởi hiện tại, phong độ của hai câu lạc bộ hoàn toàn trái ngược nhau. Bayern đang rơi vào tình cảnh yếu đuối nhất trong 10 năm qua. Họ chỉ còn có thể đặt hy vọng vào Champions League để chống lại một mùa giải trắng tay. Và Arsenal chắc chắn sẽ rất vui nếu họ là người kết thúc giấc mơ của Bayern. Hiện tại, từ phong độ, tinh thần cho đến sự đoàn kết thì pháo thủ vượt trội hơn hẳn. Trước kia, có thể hùm xám sẽ ăn tươi nuốt sống đội chủ sân Emirates, nhưng giờ thì đường hỏng. Đội thứ 3 được bốc ra là Atletico Madrid. Có lẽ thầy trò Diego Simeone sợ nhất nếu đối thủ mà họ gặp phải sẽ là gã hàng xóm đáng ghét Real Madrid. Bởi đã rất nhiều lần, đội chủ sân Wanda Metropolitano bị hủy diệt tại C1 khi đụng độ đối thủ cùng thành phố. Nhưng may cho họ, số phận đã mỉm cười, lái thăm mà Mikel đưa ra là Dortmund. Như vậy, đây là cặp đấu cực kỳ cân tài cân sức và hai câu lạc bộ này sẽ rất vui bởi họ không gặp phải ông lớn nào quá vượt trội. Đội thứ 5 xuất hiện trong bàn tay của Mikel là Real Madrid. Vâng, ông vua Champions League là đối thủ mà chẳng đội nào muốn gặp. Dù mạnh hay yếu thì cứ mỗi khi bước ra đấu trường châu Âu là kênh trắng đá như lên đồng. Vậy thì ai sẽ là thử thách tiếp theo của tập thể đã 14 lần chinh phục chiếc cúp tay vòi đây? Quá tuyệt vời, số phận đã run rủi để Mikel bốc được Manchester City. Có lẽ đây là kết quả tuyệt vời nhất với các cổ động viên bóng đá. Một số người đã mong rằng đó là Barcelona để tạo thành trận siêu kinh điển. Nhưng thành thật mà nói, câu lạc bộ xứ Catalonia chẳng còn xứng đáng là đối trọng của Real nữa, chỉ có thể là Man City mà thôi. Với một hàng công luôn biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn như Vinicius, Jude Bellingham và Rodrigo, chắc chắn Man City sẽ phải rất cẩn thận nếu đôi bên tái ngộ. Như thường lệ, nhà đương kim vô địch cho thấy sức mạnh áp đảo của họ tại Champions League. Man City chưa thua trận đấu nào tại cúp C1 kể từ trận bán kết mùa giải 2021-2022. Tính ra, đội chủ sân Etihad đang có chuỗi 22 trận bất bại ở giải đấu này, vượt qua kỷ lục 17 trận trước đó của West Ham để trở thành đội bóng Anh có chuỗi bất bại dài nhất ở cúp châu Âu. Ngoài ra, chuỗi 10 trận thắng liên tiếp tại Champions League cũng là kỷ lục tại xứ sở sương mù. Với việc đánh bại Copenhagen, Man City sẽ trở thành đội thứ 3 trong lịch sử Champions League có ít nhất 10 chiến thắng liên tiếp ở giải đấu này sau Real Madrid và Bayern Munich. Nhưng Man City hãy cẩn thận, cái trận thua gần nhất của họ tại Champions League do chính Real Madrid gây ra. Bên cạnh đó, hàng thủ của The Citizen đang không mạnh mẽ vững chắc như mùa giải trước. Tất nhiên, Real Madrid cũng có nhiều vấn đề phải lo, đặc biệt là tình trạng chấn thương.
luôn rất căng thẳng của đội chủ sân Bernabeu. Và cặp đấu cuối cùng là Barcelona và PSG. Ở lần chạm trán cuối cùng, đó là kỷ niệm ngọt ngào với nhà vô địch nước Pháp, bởi lẽ họ đã nghiền nát Barca với tỷ số 4-1. Nhưng PSG hẳn chưa thể quên cú lội ngược dòng kinh hoàng mà Barca đã tặng cho họ vào năm 2017. Những con người làm nên lịch sử ấy giờ đã ra đi, liệu kết quả của cặp đấu này sẽ thế nào đây? Có một chi tiết thú vị là lịch sử đối đầu của Barca và PSG cực kỳ cân bằng, mỗi bên có 4 chiến thắng và hòa 4 trận, thế nên đây cũng là một cặp đấu đáng chờ đợi. Lần gần nhất tứ kết Champions League, không có đại diện nào từ các đội ngoài top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là mùa giải 2019-2020, nhưng khi đó có tới 5 đội chưa từng vô địch, đó là Atalanta, PSG, RB Leipzig, Atletico Madrid và Lyon. Mùa này chính là vòng tứ kết hấp dẫn nhất kể từ năm 2017-2018, khi cả 8 đội vào tứ kết đều thuộc nhóm 4 giải hàng đầu châu Âu, và kết quả bốc thăm đã một lần nữa chứng minh điều đó. Lượt đi của các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 4. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó một tuần, vào các ngày 16 và 17 tháng 4. Vòng bán kết sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trận lượt về cũng diễn ra chóng vánh sau một tuần, vào các ngày 7 và 8 tháng 5. Trận cầu đỉnh cao nhất là chung kết Champions League đã có lịch cố định diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tại sân Wembley ở thủ đô London của nước Anh. Quay trở lại với kết quả của lễ bốc thăm. Như vậy chốt lại, chúng ta có các cặp tứ kết: Arsenal gặp Bayern Munich, Real Madrid gặp Man City, Atletico gặp Dortmund và Barca đối đầu PSG. Nếu như quý vị và các bạn để ý ngày hôm qua, chúng tôi đã đăng tải các video dự đoán đúng hết về các cặp đấu này, thế mới ghê chứ. Anh em đánh giá sao với kết quả bốc thăm này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới. Còn theo ý kiến của chúng tôi, đây là kết quả đẹp nhất có thể. Theo chúng tôi thì Arsenal, Man City, Atletico và PSG sẽ là những đội sẽ giành chiến thắng ở vòng đấu này. Tuy nhiên đây cũng chỉ là dự đoán, mà mọi dự đoán ở Champions League đều vô nghĩa. Thế nên khi bóng chưa lăn thì mọi chuyện chưa thể nào nói trước được. Một Bayern Munich đang sa sút nghiêm trọng nhưng vẫn có cái uy của một đội bóng lớn. Một Real Madrid dù lép vế về mặt đội hình so với Man City, nhưng như đã nói, đẳng cấp của họ tại Champions League là thứ không một ai được phép coi thường. Một Dortmund có Jadon Sancho khao khát thể hiện bản thân cũng rất muốn lọt vào bán kết. Và tất nhiên, câu lạc bộ nghèo khó như Barcelona sẽ quyết tâm tiến càng sâu càng tốt để có thật nhiều tiền thưởng từ Champions League. Hãy cùng chờ đến ngày 9 tháng 4. Khi đó, châu Âu sẽ bắt đầu guồng quay của giải đấu hấp dẫn nhất cấp câu lạc bộ.